hội chứng Stockholm và cơ chế tẩy não của Đảng Cộng sản. Ngày 23 tháng 8 năm 1973, hai tay súng đột nhập vào một ngân hàng ở Stockholm, Thụy Điển. Một trong hai tên cướp là tù vượt ngục từng có tiền án hình sự. Một tên bắn thị uy sau đó bắt giữ bốn nhân viên làm con tin. Trong lúc cảnh sát và đội đặc nhiệm bắt đầu bao vây bên ngoài, số con tin gồm có ba phụ nữ và một đàn ông bị nhốt dưới hầm nhà với khối thuốc nổ buộc sẵn. Cuối cùng, hai tên cướp đã bị bắt và các con tin được giải cứu an toàn sau hơn 5 ngày bị cầm giữ. Trong suốt 5 ngày bị bắt, con tin đã hình thành một tình trạng tâm lý kỳ lạ. Họ sợ hãi khi cảnh sát tiến vào giải thoát và cho rằng kẻ bắt cóc đã bảo vệ mình trước tấn công của đội đặc nhiệm. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi mấy con tin này được cứu thoát, họ không những không tố cáo mấy tên cướp mà lại còn ca ngợi về chúng trước giới báo chí và quan chức. Cảm ơn chúng vì đã không giết mà đối xử tốt với mình. Một nữ con tin sau đó đã kết hôn với một trong hai kẻ bắt cóc. Người khác vận động, quyên tiền giúp luật sư phí cho hai tên cướp. Khi sinh mệnh bị uy hiếp, dục vọng sống mạnh mẽ đã khiến những người này nhận nhầm những kẻ đã bắt giữ họ. Mà sự hiểu lầm này còn tiếp tục diễn ra sau khi sự uy hiếp kết thúc. Hội chứng tinh thần này sau đó đã được gọi là hội chứng Stockholm. Để tạo nên hội chứng Stockholm cần có 4 điều kiện. 1. Phải làm cho người ta thật sự cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, khiến họ tin rằng kẻ tra tấn có thể không do dự mà tiếp tục bức hại họ. 2. Kẻ tra tấn nhất định phải ban cho người bị hại một chút ân huệ để người bị hại tin tưởng rằng kẻ tra tấn chính là cứu tinh của họ. 3. Khống chế mọi tin tức đến với người bị hại, khiến họ bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài để họ không biết được bất cứ thông tin nào mà kẻ tra tấn không muốn họ biết. 4. Khiến cho người bị hại cảm thấy không còn con đường thoát thân. Không khó mà nhận ra rằng Đảng Cộng sản hội tụ tất cả các điều kiện để có thể tạo nên hội chứng Stockholm. Sự tẩy não thành công của Đảng Cộng sản đối với người dân các nước Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên. Cơ chế của nó và cơ chế làm sản sinh ra hội chứng Stockholm giống nhau đến kinh ngạc. Đa số người dân các nước bị Cộng sản cai trị, các con tin không những từ chối sự ứng cứu từ bên ngoài, mà còn cho rằng những người muốn nói chân tướng sự thật cho họ hiểu là hại họ, là thế lực thù địch, là phản động. Còn những kẻ bắt giữ họ, Cộng sản mới là đang bảo vệ họ. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi những tên cướp, lãnh tụ Cộng sản này qua đời, các con tin không những không tố cáo tội ác bọn cướp mà còn suy tôn chúng thành cha già của mình và dân tộc. Thậm chí còn ước muốn chúng sẽ luôn sống mãi để cai trị mình.